Hello, chào các bạn. Đây dính được một em chim trống nữa các bạn. Đây em chim trống rất là đẹp. Rất là đẹp. Chim này rất là căng lửa nữa các bạn. Nhìn không rất rất là đen mà coi nè. Quá trời bóng luôn. Đây, chào tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn xem clip vui vẻ. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau.